bữa nay làm clip quay cho anh em xem nhà chơi nha anh em. Mình mới bắt vô trong nhà này để quay cho anh em chơi. Câu chơi rồi sẽ theo cái dãy đặc biệt. Và từ nhỏ tới giờ mình mới sở hữu được con này. Chân gì mình cũng có nha anh em. Chân cua, chân chích, độc đau ơi. Nói chung là dãy gì rồi đó giờ mình cũng có, nhưng mà từ đó giờ mình chưa có con này. Thôi mình có con này mình nó theo cho anh em ha. Cái nha anh em, con chú mình nó bị gió rồi, đường bạn mình đổ mình chia lại nha anh em, đây đủ mình chia lại, chia lại con gà này mình được, mình rất là mừng. Tại sao mình đi chia con gà này lại, mình sẽ quay cho anh em xem cái điều này ha. Để mình quay cho anh em xem chơi. Trong có gì hay mình quay. Lòng hồi này nè mới. Trời. Hay là như sao. Rồi anh em nhìn kỹ nha. Từ đó giờ mình mới có được con này nha anh em. Đúng cái nghi nhất này nè. Nó nghi mình nó xíu luôn nha. 8 móng lút. Hai cửa súng lút luôn. Hai đen. Cửa đen luôn. 8 móng lút. Nó cái đầu người cửa. Cái con này bên kia nó có 2 kg rồi nha anh em. Chứ 9-2 kg rồi. Nhỏ lắm, con này nó bự giống cha ha. Rồi cái băng mặt nó vậy nè. Đó. Mình phá giúp mấy con gà mồng đứng sừng vậy nè. Trong rồi đó giờ mình mới có được con sở hữu luôn con dãy này nha anh em. Từ đó giờ là không có nha. Nó nguyên cái đường dễ bự qua nhỏ xíu à. Đó, nhận đúng cái hàng nhất nghe nè. Mình về cho nó tốt cho nó. Gà nó bóp vô còn khô đó. Cụ gan, vài bữa nay nè mình thấy nó bóng nha. Giờ đang khô, còn mình mới số lãi à. Mình mới chơi đấu gì số lãi nha. Quay cho nên không chơi. Đây là cái vui nhất của mình là Vinh Hạnh là mình sở hữu được con nó hiền nha nè. Có giờ chưa có nè. Chừng đó giờ mình chưa có sở hữu được con này. Mãi hiền thì đó có con mà chân xấu á. Con này toàn bộ là ok luôn. Ăn thiên mà chân hai chân, đau đầu như cửa. Cửa 2 súng lút và 8 súng lút nè. Quay lên xe chơi nha nè. Cái gà này chưa có bán được còn ốm lắm. Không phải ốm gì mà nó khô, gà mình nuôi cho nó hình con gà bình thường mới được nha anh em. Mình hai khí sắt nó không có tươi nha. Đây là con gà mới nha. Tôi nuôi vài bữa để cho anh em xem anh em thấy nó tốt như thế nào ha. Mỗi lần mình giục vô mình tập ve nè. Rồi mình sẽ quay lại con gà bên đây. Và bữa hổm mình nói con gà nó ve ha. Đây. Nó nhát được nhát vào hổm anh em nha. Đó. Bữa nay nó đẹp trai không? Mà mình chưa có sổ lên nữa. Tại bọn nó bệnh á. Bệnh mấy ngày trời, bệnh tưởng chết rồi hả? Mà có hút mình đưa vô nó không sao nha. Nó tập lum nè. Đây. Con câu hơi quẹo nha nè. Để mình thâu biến cái mặt nó ha. Để mình cắt mít nó cho anh em xem nha. Thâu biến coi nó đẹp trai như thế nào ha. Rồi, cái mặt nó được mình thâu biến anh em. Giả từ 2 tích. Nó sẽ dài bữa nó sẽ rất là ok. Có nhiều anh em nó là cắt cái tích nó mà cắt cho nó phạm vô hộp cái nó sâu. Thì nó sẽ có thẩm mỹ và đẹp con gà. Mình nói với anh em nghe ha. Mà cắt cái kiểu đó đó. Thì còn gì cái tích con gà anh em. Cái tích con gà cắt á mà cho nó phạm cái lỗ bự vô á thì
mà nó hiện trên em á, không còn là cái nghệ thuật như nó cắt cái đít con gà mà người ta nhìn không có thấy gì hết. Người ta nói tưởng là cái nhìn người ta nhìn dưới là nhìn vô á là ta sẽ nói là cái tích liền, em hiểu không? Tích tự nhiên thì cái đó nó mới đẹp con gà. Còn anh em mà khi cắt á, cái đó hiện tại là mình nói nó là không biết cắt, cắt mà cho nó hở chùm quạp ra, nó lậu thì nó đưa cổ họng rồi ra, anh em nó làm lại đúng là nó đẹp thiệt. Nếu mà lành lại thì nó đẹp nhưng mà nó không mỹ gà. Mình nó cắt như thế nào mà nhìn con gà mình nó tự nhiên ha, cái tích nó y như là cái tích liền nhỏ lớn vậy, đúng không? Có nhiều loại cái ý cắt khác nhau nhưng mà nói thiệt cho anh em á là tích con gà nó có hai loại anh em, cái loại tích mỏng với cái loại tích dày ha, cái loại tích mỏng tích dày đó. Cái tích dày thì anh em cứ cắt là có cái đường nó hở bự, cái tích mỏng á thì mình cắt theo cho khéo nó không có phạm, thì cái tích nó sẽ nhìn nó rất là tự nhiên nha. Mình nhìn cái tích nó rất là tự nhiên anh em đó. Như nhiều anh em cắt tích á thì cắt nó trời ơi, như anh em bình luận nó cắt cho nó bự ra, nó không có dấu tích đâu, nó hẹo nó bít nó liền lại, đúng là cái mặt con gà nhìn đẹp thiệt nhưng mà nó không có tự nhiên. Mình nói thiệt, còn mình phải cắt là như thế nào cho nó gọt hẳn qua một đường đó. Nếu mà lúc mà nó lành lại là anh em nhìn y như tích liền vậy, nó không có dấu gì nữa là nó liền quay trang luôn, bằng trang luôn, nó liền nó bằng luôn, không có thẹo. Mà con gà mình nó mau lành là cái nhất, là mau lành, cái hai là nó ít ra máu, nó không có ra máu đó. Thì nó còn tình trạng mà anh em nó chảy máu là cắt cái tích đó, nó ngứa nó gãi nó phạm vô á, nó chảy máu. Và cái clip cắt tích trước á mình cũng có nấu luôn rồi, cái này cắt như thế nào đó cho anh em, cắt như thế nào mà nó cái chỗ nào có máu không có máu á, thì nói chung mình cắt á. Còn anh em mà cắt á, mà lòi thịt rồi ra, nó cắt nó đưa con họng rồi ra hở dùm bự anh em cho đẹp á, thì mỗi người mỗi ý khác nhau anh em, có ý kiến như đó nha. Thì ý kiến của mình riêng mình là nó như vậy, thì mình cắt như thế nào mà buông ra con gà tự nhiên nó mau lành, nó có một cái đường thôi, nó mau lành. Nhưng mà lúc nó lành lại rồi á, anh em nhìn đây vô tích liền á, tích nó không có lú gà gì đó. Còn anh em cắt nó phạm bự quá, cái anh gà anh em giấy một cái đi ra đứng rồi là thấy một cái rõ, thấy một cái thẹo bự rồi, nó mắt không mỹ, nó không có đẹp. Mình cắt cái đường nhỏ đó, rất là ngọt. Thì qua con gà hơi biến anh em thấy cái mặt nó như thế nào đó, nhìn cái mặt tự nhiên không, không có một chút máu luôn. Nói chung miếng máu cắt ra là có máu nhưng mà mình lau ra là có máu nữa nha đó. Cắt cho anh em xem đi chơi á đó. Đó còn gà bên đây anh em thấy không, mình nói nó ve là mình nó ve, nó bung ra nè, bữa hổm nó có bung, ổng nó còn nhát, nó có bùng đó. Cái này mình coi nè, thấy chưa đó, mình tập nó bùng như sạc cái hình nó ra, cái này nó đẹp tuyệt vời luôn em. Cái này mình nuôi nó rõ là còn có 3 kg mốt mấy chục à, ổng nó đem về là 3 kg 4. Tại cái chỗ đưa người ta nuôi đó, người ta nuôi toàn ăn nhất ăn vịt không à, cứ ăn vịt chứ là công nghiệp dục tùm lum, nó ăn công nghiệp nó rẻ tiền mà nuôi dài vậy. Em thấy anh em muốn khóc không, ăn cái chậu con gà chà bá luôn. Bữa nay cái chậu con gà mà nói với anh em, cái chậu con gà bữa hổm nó dư đạo, nó một cục bành chi đây. Cái chậu con gà bữa hổm là nó bị một cục như nè, đằng bản như nè, bự lên cục như nè, còn quay luôn. Bữa nay cái chân nó sụp lép mà anh em nhìn nè, bữa nay nó móp vô trên là mình cắt ăn mình nuôi lại tự nhiên bây giờ nó rõ lên anh em, nó không có tình trạng mà dư đạm nha đó. Cái gà nuôi dư đạm á thì tình trạng nó bị ké thì khỏi bàn rồi anh em. Bây gà mà nuôi ra thức ăn nó không bị ké luôn. Giờ mình đang nuôi gà này chế độ nó gõ lại, nó còn có 3 kg mốt mấy nè, nó vừa nó mập con heo quay gì đó. Rồi mình cũng có làm cái clip cho anh em xem gà chơi ha. Đây là hàng đấu Tết mình nha. Được con này 3 kg mốt, mình nuôi sao nó còn 3 kg, đúng 3 kg mốt mới là 3 kg thì nó mới vừa. Cái con gà này lên 3 kg mấy là quá trời mập rồi, nuôi ăn ăn vịt chứ ăn là công nghiệp không. Ở cái chân cái chậu mà rồi mình nói mình có cái clip mình nói về gà bị dư đạo, mình bị sợ nhưng nó bắt lại thì anh em nuôi nó đừng có cắt ăn đó, anh em cho ít lại từ từ và con gà cho nó dặn lại nhiều thì con gà anh em nó sẽ tiêu, nó sẽ tan hết thì cái tiền con gà anh em nó sẽ ok ha. Đó anh em ok không,
đây hôm qua chuyến được giao đây cái mặt nó ăn thiệt nè, đó giờ mặt mấy con còn nha, cũng ngán mình giúp mình nó xíu à. Con gà hay mà chưa tầm gì à, đó. Còn vô cửa đá thanh xu 30 chưa bắt đầu Tết nha anh em, đừng có gì đừng có ai mà tự cao nó gà hay 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 nha, kinh địch nữ địch đó nha anh em. Cho nên mình đá gà háo con cây mà nó biết căng thua nha, chứ mình không có nào mà tự tin cho anh. 30 chưa bắt đầu Tết, giờ mình cũng có cái clip mình quay cho anh em xem chơi vậy ha, chào anh em nha.